có hay cưa nữa không? Chỉ 1,5 triệu thôi, làm tắt luôn nè, 1,5 triệu thôi, của Mỹ luôn à con, cưa của Mỹ luôn, ta luôn nè, gen nó của Mỹ, có khóa an toàn luôn nè. Giờ chưa có chùi rửa lên, ta một khá đẹp nè, lưỡi còn khá đẹp nè, gen nó của Mỹ, USA nè. Nghe không? Này nó chạy rồi. Chạy rồi, nó chạy còn khá mới rồi. Tem là còn nguyên luôn rồi. Còn khá đẹp luôn rồi. 1,5 triệu luôn. Con là có nhu cầu luôn nè, 0888 635 877. 1,5 triệu một cái, về chùi rửa lên. Con này còn đẹp nữa. Con chuẩn nó của Mỹ luôn. Tông lớn luôn. 54 ly. 1,5 triệu thôi.